Vâng, xin chào anh Đặng Minh ở Cái Răng, Cần Thơ nhé. Thì đây là chiếc át của hãng Mitsubishi 50A. Đây là một chiếc át là loại to nhé. Đấy, loại này rất chi là chất lượng. Và chỉ có những bác nào gọi là đòi hỏi cái sự kỹ tính và cái chất lượng cao thì mới lấy những cái dòng này. Một số các bác như trên Hà Nội thì đầu tiên bác lấy của em một chiếc thôi, sau đó là bác lấy thêm 4-5 chiếc nữa. Đấy, và những bác trên Nitro cũng thế. Đầu tiên chỉ lấy một chiếc thôi, sau đó là đã dùng cái này rồi, cái là lại tiếp tục lấy ngay thêm vài chiếc nữa. Đây thì đây cũng là chiếc cuối cùng mà em còn. Nhưng mà chiếc này quả thật là khi mà bóc ra thì nó rất chi là đẹp luôn. Đây, rất đẹp. Gần như là không vết xước xác, mà trông rất chi là mới. Rất đẹp luôn. Đấy, thì bây giờ em sẽ thử cái này nhé. Đấu điện trước này. Thì đây giới thiệu với bạn luôn nhé. Thì trong đây nó cái này là cái áp 3 pha và một pha sử dụng được nên là nó có 3 cái dây này. Nếu mà bạn sử dụng một pha thì chỉ cần đấu 2 cái dây bên ngoài thôi nhé. Đấy, đấu 2 dây bên ngoài thôi. Còn dây giữa này bỏ đi. Không đấu nhé. Đây, chỉ đấu 2 cái bên ngoài này thôi này. Đấy, bên nào âm dương đều được hết. Cái dòng Mitsu này thì rất chi là nhẹ luôn. Đây nhá, át là khi mà bật lên là bạn phải kéo xuống nhá, sau đó mới đóng lên này. Đấy, đây nút thử. Đây, nó đang chạy thái giữa này nhá, là phải kéo xuống này. Kéo xuống này, bắt đầu mới đóng lên. Đấy. Đấy, nghe tiếng bật của nó rất chi là chắc chắn rồi. Rất chi là ổn định. Đây, bạn nhìn nhé, mình chưa biết là đây là dây âm hay dây dương. Đấy, nhưng mà rất may nó là dây dương. Mình không biết là cái bút thử điện để đâu đó. Đấy. Đây, bạn nhìn này, trong tích tắc luôn. Quá nhanh luôn, cái dòng Mitsu nữa. Rất chỉ là nhạy. Đấy, cạch ngay. Nhất là trong quá trình sử dụng mà chẳng may mà có bị chạm vào nó, vào điện đấy, thì trong vòng thời gian là rất chỉ là nhanh. Lưu thông số của nhà sản xuất là trong lâu nhất là 1 phần 10 giây nó đã nhảy rồi. Đấy, như vậy nếu mà có chẳng may điện giật thì nó chỉ là giật mình đấy. Sau đó là thôi chứ còn không ảnh hưởng gì đến tính mạng của con người cả, nên là cũng không ảnh hưởng nhiều đến sức khỏe. Vâng, cảm ơn bạn đã sử dụng nhé. Mình sẽ đóng hàng và gửi cho bạn. Chào bạn.